Vâng, hôm nay lại tiếp tục trong cái chuỗi series chia sẻ kỹ thuật nuôi ốc. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp anh Đại. Xin chào anh Đại. Xin chào toàn thể bà con anh em nhá. Hôm nay mình lại chia sẻ với bà con anh em coi vậy là cái cách xử lý cái đáy ao nuôi ốc nhồi, tại sao mà mình phải nên dùng sản phẩm gì và nên xử lý như thế nào, với hiện tượng như thế nào để xử lý. Thế cũng chia sẻ với anh em rất là nhiều những cái video rồi về cách ươm trứng, về cách phòng bệnh, chữa bệnh cho ốc rồi. Hôm nay có một cái video để có vậy là mình cũng thực tế đang chuẩn bị đi đánh cái gói men này xuống dưới ao để xử lý cái... Do cái đáy ao này vừa rồi là có vậy là mình để nó nhiều cái bèo ván quá. Nó nóng, vừa rồi thời tiết miền Bắc nó nóng, có vậy tuyển 40, gần 40 độ thôi. Nên mình để ly bèo ván đây là nó nát cái bèo ván là nhiều, mấy con ốc ăn nó đào thải ra quá là nhiều nên mình vẫn chưa xử lý được. Thì hôm nay mình mới có thời gian để qua vậy là xử lý cái men vi sinh này để cho nó con ốc nó đỡ bị nhiễm khuẩn, đỡ bị đáy ao nó sạch, đỡ bị bệnh. Thì đúng ra là cái món này là phải xử lý qua vậy là từ sáng sớm rồi. Nhưng bà con nên xử lý coi vậy vào thời điểm coi vậy là 8-9 giờ sáng khi mặt trời lên thì cái tác dụng của hóa men này nó hiệu quả nó mới cao. Vâng. Đây thì là mình hay dùng cái sản phẩm này này. Anh em xem này. Đây dùng sản phẩm là Bio Bạc này. Cái này để dùng rất là tốt, nó hấp thu khí độc mà là dọn ao mà tạo cái màu nước rất là trong xanh và nó để cho con ốc nó khỏe. Thì mình trước kia mình cũng dùng nhiều cái sản phẩm lắm rồi. Nào là những cái dòng VH đáy, những cái dòng vài cái dòng coi vậy là xử lý coi vậy là nó là dòng hòa bột, hòa ra bột té thì nó rất khó tan. Nhưng cái dòng sản phẩm này mình dùng qua vậy là 5-6 năm nay mình thấy rất là yên tâm. Không phải nói đây để quảng cáo anh em để mang tính chất là để câu like hay là để quảng bá để bán cái gói này gì cả. Mà đây là thực tế bản thân mình dùng 6 năm nay rồi mình thấy hiệu quả cao thì chia sẻ với anh em biết đường mà dùng thế thôi. Yeah. Còn đây mình đang đánh để cho vậy là cho cái ao nuôi của mình coi vậy là nó sạch tầng đáy. Vừa rồi đây anh em nhìn thấy này. Tầng đáy khi nó bẩn này. Anh em nhìn cái cây rong cây rêu này. Tầng đáy khi nó bẩn là nó bồng lên những cái đây này. Những cái đáy bẩn này, đây này, cây rong này. Anh em xem này, có những cây rong này, đây, đấy. Cây rong nó lên khi thời tiết nó nóng lên ấy, là nó bốc hơi lên, có những ao bẩn nó bốc hơi lên những cái miếng như là hàng mảng một như cục phân lợn ấy. Nó lên là đáy ao nó rất là bẩn anh em ạ. Khi mà đáy ao bẩn kể môi trường kể nuôi con tôm, con cua, ốc, con cá, tất cả những con dòng thủy sản. Nếu mà chúng ta mà không xử lý được cái đáy này, môi trường thay đổi khi nắng hoặc mưa nó sẽ khí độc nó lên sẽ cắt mất oxy. Con ốc, con tôm, con cá cực kỳ yếu. Nên bắt buộc chăn nuôi là chúng ta phải xử lý cái đáy. Nếu không xử lý cái đáy này là không thể nuôi ốc nuôi cá được. Vì là cái lượng thức ăn của chúng ta cho ăn ngày rất là nhiều, ăn bèo tấm, ăn hoa quả, rồi ăn các loại lá nó rơi xuống nó ỉa phân nó đá ỉa xuống dưới. Nên là nó rất là bẩn. Nếu chúng ta không dọn được tầng đáy này thực sự với anh em là không thể nuôi ốc đâu. Khi thời trắng nó rồi con ốc rất hay đổ bệnh, nào là bệnh sưng vòi, bệnh đường ruột. Thế nên là chữa rất là khổ. Đây là cái nguyên nhân đây này anh em ạ. Bí quyết của tôi này là phải xử lý cái tầng đáy này sạch thì nó sẽ đỡ được cái bệnh sưng vòi, nhiễm khuẩn nước. Vì cứt đáy con ốc ăn nó ỉa ra mờ dưới đáy ao mà không ai dọn nó bắt buộc phải sinh ra nhiều vi khuẩn, tự nó giết nó. Đấy. Như đơn giản như mình vẫn nói với anh em hơi thô như thật. Đơn giản như vậy, chúng ta để thải ra ăn mà chúng ta thải ra, một ngày chúng ta thải ra trên nhà chúng ta mở không dọn đi ngay, ai ngửi được khối mù quá. Thì con ốc này hàng nghìn, hàng vạn con nó thải ra thế này thì ai dọn nó trong vòng mấy tháng rồi. Nó lên men rồi thứ bẩn thỉu vi khuẩn sinh hiện, nó sinh bệnh là ở đây. Thế là nay giới thiệu anh em là mục đích cơ bản phải xử lý cái đáy ao. Được. Nói anh em là cách xử lý thế nào và xử lý thế nào. Đây, như cái gói này ấy, mình dùng coi vậy gói là một cân ấy, một kg này là dùng coi vậy là cho vậy là tháng đầu tiên mình dùng xử lý là coi dụng cho 10.000 khối nước cơ, dùng nó rất được nhiều chứ không phải là ít. Nên trước kia mình dùng hay dùng cái loại gói cứ 200 gram rồi có tí vào bàn tay này về đánh tí xuống ao nó không hiệu quả. Yeah. Mà nó ít cái gói này nó ra cái dạng viên này mình dùng mình thấy là nó rất dễ đây anh em này. Đây, đấy. Khi mình bóc ra trong này anh em ạ. Bóc ra trong này là nó có cái gói như thế này, này. Dùng tiện lắm, không phải hòa hết gì cả. Còn cái kia về chỉ hòa ra đánh vào coi vậy xuống chả tan được đấy anh em này. Đấy. Cái này ném trực tiếp ra bằng tay trực tiếp luôn. Nó là à. Trực tiếp luôn cái này đấy. Đó. Cái sản phẩm mình dùng ok khi ném xuống mình để ý rồi. Còn... đấy ao mà nó bẩn mình chỉ ném coi vậy xuống coi vậy như ao mình đây cái ao này mình chỉ ném ao này khoảng tầm 400-500 m2. Hơn 400 m2 mình chỉ ném coi vậy là khoảng 2-3 lạng. Thế là mỗi tuần nếu mình nuôi mà độ dày là mỗi tuần mình nhắm một lần à. Tuần xử lý một lần, nhắm xuống cái này là khi mà mặt trời xuống coi vậy là nó lan tỏa rất nhanh mà chỉ vài hôm thôi. Một tuần rồi là màu nước ao nó khác hẳn. Toàn bộ là cái đấy ao là nó ăn phân này có con vi khuẩn có lợi xuống là nó ăn sẽ dọn từng đấy. Mình nếu ao trong, ao nào anh em nào mà nó nung nung nước 4-50 phân mà nó ô nhiễm anh em đánh xuống có thể nhìn thấy luôn. Khi đánh cái men này xuống là nó tan ra trong chỉ
xong một tuần rồi là nó cảm giác có một cái con vi khuẩn gì đấy nó ăn cái bùn đất ấy, nó trắng ra được, xong nước nó rất trong anh em ạ. Thế nên là mình dùng cái này mình thấy rất ok đây nha. Đấy, anh em cứ quải vào vậy lắc ra khắp ao như kiểu mình tung đạm quả đạm như lúa ấy, là nó sẽ tan hết chứ không phải phải hòa nước phức tạp làm gì cả. Cái ưu điểm đấy của thằng này là nó chìm xuống đáy luôn đúng không anh? Nó chìm xuống đáy luôn, à, xuống đáy luôn mà nó trực tiếp vào vậy là ăn luôn cái tầng đáy bẩn. Yeah. Nhiều anh em hòa nước tẹt như hòa ra nước nó chỉ lơ lửng mặt nước thôi, nó xuống đáy rất là lâu. Nên cái này là rơi xuống đáy mà trực tiếp ăn luôn cái dọn luôn cái tầng phân của con ốc nên là nó rất hiệu quả. À, còn dùng cái men ủ mật gì em ấy kia là nó chỉ là tạo màu nước là chính thôi. Vâng, màu nước nó đẹp thôi. Còn cái này là cái loại là dọn đúng rồi, ăn cứt ốc và phân ốc này. Đấy, ăn trực tiếp cái phần ốc này lên là mới là mới tốt này, dọn ngay tầng đáy. Tầng đáy mà gọi vậy mà ô nhiễm thì xin lỗi anh em không thể nuôi được, chết 100%. 10 ngày nuôi đến 11 người chết nếu không xử lý định kỳ. Đấy, đây này, thuốc bí quyết của tôi có thế này thôi. Đây là bí quyết để xử lý cái đáy ao. Còn mình xử lý đáy ao xong mình vẫn phải cho các loại khác xử lý đáy ao xong là mình cấy men này xuống này. Đấy, khi bà con anh em là nếu mà dùng sau các những cái dòng thuốc sát khuẩn như một là vôi bột, hai thuốc tím để sát khuẩn ao thì xong thì chúng ta xử lý xong mình mới cấy cái men này, đừng có cấy cái men này trước mà xử lý cái kia là nó sẽ diệt hết tất cả những con vi khuẩn có lợi có hại đều chết hết. Xong khi xử lý thuốc diệt khuẩn xong anh em mới dùng cái men này nhé. Đấy, dùng thì dùng coi vậy vào tầm 8-9 giờ sáng khi mặt trời nó lên là hiệu quả men nó tốt hơn. Đấy, cứ nuôi định kỳ thế này và anh em coi vậy là cứ tầm có một tuần đến 10 ngày chúng ta xử lý một lần thì hầu như đáy chúng ta rất là sạch. Chứ anh em đừng có để mà khi nó bẩn quá đến lúc mà coi vậy là đáy ao nó rêu cáu nó đen như xì, nó nổi hàng cục như hàng mảng như bàn tay bàn chân này, rồi nó cứ lên hàng vầng. Thế là anh em ạ, lúc ấy chữa là coi vậy nó khổ lắm, mà 100% con tôm cá con ốc là lúc ấy nó sẽ mất oxy. Nhất tại sao mà xong trời tiết mưa rào là ốc nó cứ anh em mà mưa acid ốc hay chết nhưng không phải, là khi tầng đáy nó ô nhiễm, tầng đáy nó cực kỳ ô nhiễm, nó coi vậy nó bẩn. Mà mưa rào bây giờ anh em xem đấy, mưa rào tuyển mua thuốc sâu thôi, mua thuốc sâu ném xuống thôi. Thế nên coi vậy là vừa khí độc trên trời ném xuống, vừa khí độc của phân đáy của ốc nó bay lên mà không xử lý được. Thì hai cái nó kết hợp với con ốc nó sống lơ lửng nhưng mà nước anh em mà sống nào được mà chả chết, mà chả sinh bệnh nhà chết. Thế nhưng tại sao cứ thời tiết thay đổi thế này là con ốc hay đổ bệnh? Vì các vi khuẩn trong con ốc, vi khuẩn coi vậy là trong con ốc là một trong nguồn nước này nó ô nhiễm, nó lây lên. Con ốc lúc ấy nó rất yếu như cơ thể con người chúng ta. Khi lúc nào mà trời nắng giờ rời anh em xem ấy, nó giao mùa, cơ thể mình nó yếu thì con virus vi khuẩn trong người mình, bản thân người mình nó mới tấn công được. Còn lúc nó khỏe thế này, vô địch thế này, có mà vồ đập chả chết. Như khi mà lúc thời tiết như thế thì nó phân loại con ốc này như thế, con cá cũng thế. Thế chúng ta bắt buộc phải xử lý cái tầng đáy này này, thật ngon vào. Ngon nghẻ vào thì lúc thời tiết nó mưa rào xuống, khí độc dưới thì ở trên mưa khí độc dưới, trên mưa khí độc trên rời xuống. Ở dưới đáy ao mà nó sạch sẽ thì nó sẽ đỡ hơn, nó giảm đi rất nhiều. Tất nhiên nó vẫn có sự ảnh hưởng, nó như nó đỡ. Còn dưới đã bẩn rồi, khí độc lên rồi, trên lại khí độc xuống thì môi trường ở giữa con tôm con cá, con ốc sống thì chỉ có chết ấy. Là chia sẻ với anh em như thế. Bí quyết hôm nay mình có phải nói hết không chứ, giữ cái gì trong người cả. Cứ gặp thằng em đại này là nó chia sẻ hết. Không phải lo. Đây. Đây dùng sản phẩm đây. Okay. Thực tế đây chứ không quảng cáo gì cả, anh em nào dùng cứ nuôi phải dùng đi. Dùng đi sẽ khỏi sẽ biết. Chứ không quảng cáo cái mà tiền gì cả. Vâng. Đây là thực tế, thực phát từ quế nói lên chứ không phải là quảng cáo gì cả. Đấy. Vâng, anh em nào cần tư vấn chia sẻ thông tin thì cứ liên hệ với mình. Vâng, em Đại Cẩm Phê Phú Thọ. Vâng, xin cảm ơn anh bà con. Tư vấn cho bà con những cái bí quyết trong cái quá trình anh chăn nuôi nhá. Hẹn gặp lại anh ở những cái chương trình tiếp theo. Chúc anh em coi vậy là nuôi ốc thành công, nuôi cá thành công nhé. Vâng, xin cảm ơn anh. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy Sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình. Hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.